Thưa quý vị, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, sự nghiệp điện ảnh, cố nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn còn có hơn 100 vở kịch nói và trên 50 tác phẩm nhạc truyện được viết dựa trên các ca khúc của ông để in thành sách. Những tác phẩm này, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ lần lượt giới thiệu đến quý thính giả trong chương trình Nhạc truyện Bắc Sơn. Cố nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn có tổng cộng 5 tập nhạc truyện với hơn 50 tác phẩm. Tất cả được phát triển từ nội dung của mỗi bài hát để thành một truyện ngắn có ý nghĩa. Trước giờ, chúng ta chỉ được nghe những tác phẩm âm nhạc của ông, nhưng những câu chuyện từ các bài hát ấy thì ít ai biết đến. Chính vì vậy mà chương trình Nhạc truyện Bắc Sơn mong muốn gửi đến quý vị những câu chuyện chứa đựng nhiều thông điệp yêu thương và giàu giá trị nhân gian. Cứ hả mỗi một chuyện thì có một bài nhạc ở đằng sau nói về cái bài nhạc đó. Ở trước là chuyện của nó. Đồng thời nó vừa giải thích, nó vừa nói cái nguồn gốc sáng tác, mà đồng thời nó vừa nói cái câu chuyện của mình nói. Qua giọng đọc của hai nghệ sĩ Tú Trinh và Khánh Hoàng, chương trình Nhạc truyện Bắc Sơn sẽ được phát sóng vào lúc 7:15 sáng Chủ nhật và phát lại 19:15 tối thứ Tư hàng tuần trên sóng FM 96,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hy vọng sẽ đem đến cho quý vị thính giả những giây phút thư giãn. Chương trình chính thức lên sóng từ ngày 1/11/2020. Mời quý vị thính giả đón nghe. Lần đầu tiên, tay lực điền nổi tiếng lì đòn chịu trận giỏi nhất xóm, nghe thấy dường như muốn nản lòng ngán ngẩm.